Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Mình là Moon đây. Hôm nay thì mình sẽ nạp để lấy cái con bò kia. Thực ra thì mình chưa có ý định nạp đâu, nhưng mà cái lần nào mình mở game lên là đập vô mắt mình là cái con bò đó nhảy ca tưng trước mặt, ngứa mắt. Ok, nạp thôi. Mình sẽ nạp qua phân tab và qua quý Momo nhé. 50. Và mét quét mã QR. Con bò đó thì chỉ cần cỡ 22k là các bạn đã có thấy được rồi. Nhưng mà sẵn thì mình nạp luôn 50. Nhận ở đâu ấy nhỉ? Khảo sát. À, trên kia. Con bò đó trên kia. Ưu đãi này. Rồi, nhận thôi. Và chúng ta đã có một con bò. Cà tưng. Nè, tích lũy. Ờ, biết vậy nãy nạp nhiều hơn. Đổi đồ nào. Rồi, bỏ cái hành động lắc đít. Còn giờ đó là quái kỳ, nhưng mà nhìn nó như lắc đít. Rồi, tôi là một con bò. Cà lắc. Đi kiếm chỗ khác đi cà lắc nè. Ra kia chứ nhỉ, ra sàn nhảy. Giờ đó nhảy. Hí. Chuẩn bị. Cà lắc. Nó nhảy ra cái điều gì mình cũng chả hiểu nữa. Trời ơi, có cái điều nhảy của nó kìa trời. Từng thứ mở rung động theo mấy bò. Quá trời, quá đất. Thôi đi chơi. À, để ghép trận thì mọi người bấm lên trên cái icon phía góc phải màn hình đấy. Ở đó sẽ có rất là nhiều trò chơi để cho mọi người chọn. Rồi mình lên màn hình nữa kìa. Chạm đỉnh ngọt ngào. À, nói này mình biết rồi. Ráng phi lên trên. Nhảy không mọi người ơi. Nhảy cái. Dạ yeah. Mọi người nói không với vũ điệu con bò. Mọi người đã bị nó ám ảnh quá. Mình ám quá đến nỗi mình hốt nó về luôn nè. Nhé. Rồi đó bắt đầu thành con bò vô tri rồi đó. Qua đây nè. 4 sai rồi bạn ơi. Ai thả bơm khói ha. Bơm mực nè. Hey. Dính rồi. Qua đây. Bay lên. Thả tiếp. Có trúng ai không nhỉ? Qua đây. Dạ yeah. Lăn lộn đường rồi. Bay lên. Yeah, sao cái cục này nó đi nhanh nhỉ? Bay lên tiếp. Có người về đích rồi kìa. Bôi xấu xí. Nít én nhỏ à. Bạn không phải về én nguyệt nữa chứ. No. Nhảy chật có tí xíu à. Thấy các bạn vàng khịa chứ lạ nhịp bộ đồ đó. Đâu ra thế nhở? Yeah. Con mất dịch này nó hất tôi hoài trời. Trời ơi. Vậy đó thôi. Ráng thắng nào. Ít nhất thì phải cho vía cái bộ đồ mới nó xịn xịn tí. Nhảy đi. Con bò này nó ám ảnh tôi mấy bữa nay là bây giờ tôi sẽ dùng nó để ám ảnh lại mọi người. Ê, không ai bực anime nhảy chung với tôi à. Tôi tin chắc là cũng phải có người mua con bò này rồi chứ. Nhìn nó quyến rũ thế mà. Cà lắc. Lâu thế à. Đây là mạng tôi lắc gì. Ý, bạn cuốn mình thì xinh đấy. Xinh. Đồ xinh được trai phát. Thật gì mới bé rồi nó lên hết. Hết thiệt luôn kìa. Mày chắn má. Cái bạn vàng khè phía trên. Đồ là ai đi. Chắc là đồ sự kiện. Nhớ là trong số không có bộ này.
đường cao tốc chắc đi. Anh truyền cái này thì cũng không khó lắm, quan trọng là né bẫy. Chuyện này tiếp. Anh bò vào vũ địa bất cần. Lên nè, lên nè. Bon bon về nè. Ê, nguy hiểm nha. Ma 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 ma. Táo. Sấm sét. Sấm sét đánh nghiêng ngả. Đánh sắc mật. Meo. Sao cứ thỉnh thoảng tôi đang vung vang vung dung đĩa là tôi lại cho ngu hết. Lên nè. Lên nè. Lên nữa nè. Lăn nè. Đừng lăn ngu nha Moon ơi. Lăn ngu nhục lắm Moon ơi. Lên nè, lên nè, lên nè. Ây da. Tính sai, tính sai, tôi sai. Tôi tính sai chút xíu thôi, tôi hụt hạng nhất rồi. Hí. Ít nhất thì tôi cũng hạng 3. 61 giây. Kiwi. Bạn cuốn kia đâu rồi? Dưới bạn dành kìa. Gấu vàng chứ nhỉ. Bộ xinh quá. Gần như xinh tỏa sáng. Thằng nào mới tông rồi đấy. Tâm 16/24. Vượt chướng ngại vật. À nó là cũng dễ. Ví dụ em áp này là dễ. Nhưng nó sinh tồn mới khó. À, bộ đồ của bạn kia có mấy cái tia sét xung quanh kìa. Có cái anim tóc biến. Thôi mèo nhà mình lại kêu. Nhảy nè, nhảy nè. Hết lăng rồi. Nhảy lên đây nè. Thì nhìn thấy con bò không cô tia. Đi nè, đi nè, đi. Da yeah. Áo. À, mang lên bành nè. Ơ, ông bôi xấu xí vậy. Bay. Let's go. Né bay nè, né nè. Áo, góc này hẹp á. Né không được. Áo, không kiếm lách không được kìa. Lên tiếp nè. Ui vậy ta. Rồi nữa lại mất hạng nhất tiếp. Áo. Ui da. Trời trúng bơm hai lần luôn chứ. Rồi lại hạng 3. Mình cuốn này làm chứ. Sói chứ nhỉ. Xin. Skin có vẻ nhìn ngầu phết. Cái này loại 8 đó mọi người, loại 8 còn 8. Đúng rồi. Đại chiến cờ lê. Rồi nè. Chuẩn bị cả đám cần cờ lê phai như mặt nhau. Vẫn tiếp tục phai lăng cầu tuyết. Trận nè. Áo. Mắc cái gì ném tôi. Tôi chưa ném bạn mà sao bạn ném tôi. Đâu. Lần hai luôn chứ. Chơi bơm. Khá chơi bơm. Chơi bơm nè. Trúng không nè. Mình đi chơi trúng. Thôi kìa. Sao hất được cái đó ra hay vậy. Có con người dính bơm của tôi rồi kìa. Nào, ai lại chơi văn cá thúi rồi mặt nhau. Con nhỏ này lại né đòn. Chơi tiếp nè. Chơi nè, chơi. Áo. Chơi tiếp.
Đem cái món đỏ rồi. Trời lưng hết. Chứ đi lại được bản này đúng không? Này đâu, không những con cây giật đằng kia rồi. Trời. Cái gì mới chơi bằng gấu vậy? Trời thêm nát nữa. Hé hé hé. Thế ông kia tính quăng con cá vô mặt tôi nghe. Đập. Ây da. Cái làm mẹ ép không được nè. Đâu. Bắn tay này, bắn ai? Bắn ai? Mẹ cứ bắn ai? Trời ơi, rớt xuống dưới đi con. Áo. Rồi. Yeah, đoạt quán quân, trời vía đồ mới quá xịn. Vía bé bò quá, thật là xịn sò đi. Trời, bé bò. Bé bò mua nè nè đã lên. Bé bò chứ. Nhìn từ kia bé bò. Bé bò đã lên hạng nhất. Ý. Ý vô. Ý vô bạn sắp ướt. Sắp ướt hình như là đồ gắt da nè mà tôi chưa có thử. Tôi quay thử đồ gắt da sắp ướt. Nhảy chung bạn ơi. Nhảy chung bạn ơi. Nhảy chung bạn ơi. Hí, có người dễ chung rồi. Quá, rất là xịn thò. Ôi da, Doraemon kia. Hello bạn, tôi đi rồi. Ôi kia. Không để tôi cười hết luôn trời. Quá đáng thiệt sự, trời tiếc. Đừng chơi tiếp à. Mà đi lên kia chơi. Lên để nhúng chơi. À, có này có một map ẩn à. Dành cho những người hướng nội. Đây tôi cho quăng cái hộp hề ra nè. Tôi biết cái hộp hề là gì nha. Đừng có mà dụ tôi. Đây, map ẩn. Trời thì mình nghĩ là chắc cũng có nhiều người biết á. Nhưng mà mọi người ít vào đây. Đứng trong đây quẩy một mình nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye.